Sĩ Phật Tân Ni A Tha Ye Anu Ta Răng Tham Ma Cha A Kham Pa Ti Yang A Di Va Ti Yang Sa Ma Ni Na Va Pra Ma Ni Na Va Thi Ve Na Va Ma Ve Na Va Pra Mu Na Va Ke Na Ti Va Lo Ka Sa Mi Te malo ka ta disa cha o pa lo ke pa tu ra ho si ati kam me wa te na te wa nu pa wa atha ko pa ka wa Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật giáo Bụt Tha Thamma trên Bo Thoát mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam, từ 8 giờ đến 10 giờ tối giờ Houston, từ 8 giờ đến 10 giờ sáng New York, từ 9 giờ đến 11 giờ sáng Cali, từ 6 giờ đến 6 giờ sáng Paris, từ 3 giờ đến 5 giờ chiều Sydney, từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo chúng con. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời Sư Phụ Minh Hạnh. Nhất tâm định lệ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều. Nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lệ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, việc ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên nữ văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu.
Dạ, chúng con cung kính thưởng thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, con kính mời Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy. Tôi biết là quý vị có nghe rõ ràng. Dạ, kính thưa quý vị. Chiều hôm nay chúng tôi với chư tăng ra ngoài nhờ vô quý vương tử là vui tử áp phi giá được sự đốc suối của thầy mình là đi gần thác Natamutta để đến chất vấn Đức Phật với một câu hỏi, nó mang cái hỏi một câu hỏi hai chiều, trả lời cách này cũng bị vướng mắt, trả lời cách kia cũng bị vướng mắt. Nhưng đối với Đức Phật một vị chánh đẳng chánh giác thì đó chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Cho nên khi mà Ngài đặt ra vấn đề, có phải chăng đây là câu hỏi có dụng ý nhiều, thì ông Phật Giác Kumara đã lên tiếng rằng Nigantha Natamutta đã thua. Ở đây thưa quý vị, rồi sau đó Đức Phật Ngài đã trả lời những cái câu hỏi của vương tử A Phi Giá về cái lời nói của Ngài, trường hợp nào Ngài nói và trường hợp nào Ngài không nói. Hôm nay giống như là chúng ta ôn lại những gì đã học, bởi vì trong cái ngày thứ hai từ trước nữa là chúng ta học về giáo trình Phạn ngữ Pali. Chúng ta đã có học
về những đoạn mà Đức Phật này dạy cho vương tử Kumara, vương tử Akhaya. Hôm nay trong cái chương trình ngày thứ tư sẽ do thượng vào giờ này, không biết là thượng tọa Pháp Đăng đã có mặt ở trong Zoom chưa, xin quý vị cho biết, xin cô Nhật Quỳnh cho biết. Vì chúng tôi xài cái cell phone cho nên ba g không có ổn định, cũng không có thấy được cái màn hình. Thôi thì bây giờ thông đọc cho chánh phần của bản kinh, sau đó chúng ta chờ đợi thượng tọa Pháp Đăng trở vào. Vì hôm nay thượng tọa Pháp Đăng cũng không có đi theo chúng tôi, đi theo cái đoàn chư tăng ra ngoài Quy Nhơn. Thượng tọa Pháp Đăng ở nhà, nhưng mà không biết vì lý do gì mà không có vào room. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh Thượng Tọa Tế Siêu đọc bài học hôm nay. Hôm nay thứ Tư ngày 4 tháng 11 năm 2020 Phật lịch 2564, bài học hôm nay là giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya. Dịch giả Hòa Thượng Thích Mai Châu. Phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng, bài số 58, Kinh Vương Tử Appaya Vô Úy. Phân đoạn 279 đến 281 sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính xin Thượng Tọa số 58 Kinh Vương Tử Appaya Vô Úy. Tên kinh đặt theo nhân vật Vương Tử Appaya, người đến gặp Đức Phật với một câu vấn nạn, nhưng sau đó đã được khai thị qua cách trả lời của Đức Phật. Vương tử Phá Giá là con của vua Bimbisara và danh kỹ Paduma và Vati ở Ujjayina. Hồi trẻ có lòng tin mạnh nơi đạo Chen, là đạo sau này trở thành đệ tử của Đức Phật. Sau cái chết đầy bi kịch của vua Bimbisara, vương tử Phá Giá chán nản và đi xuất gia và chứng quả A-la-hán. 279 câu hỏi có hậu ý.
Khi vương tử Appha-ya là con của tín đồ đạo Chen, vị này đến gặp giáo chủ Nigantha và được gợi ý với câu hỏi có hai mốc, mà trả lời có hay không có thì đều bị bắt bí. Đức Phật có bao giờ nói đến điều gì mà người khác không ưa, không thích? Nếu câu trả lời là có thì kết luận là như vậy, và là giống phàm phu thiếu từ bi. Nếu câu trả lời là không thì đối chất câu này Đức Phật về trường hợp Ngài từng nói Devadatta là sẽ đọa vào địa ngục vô phương cứu chữa. Kinh văn: như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha vương xá Viluvana Trúc Lâm, Kalanda Ca Nikva Pá chỗ nuôi các con sóc, rồi vương tử Appha-ya đi đến Nigantha Naputta. Sau khi đảnh lễ Nigantha Naputta rồi ngồi xuống một bên, Nigantha Naputta nói với vương tử Appha-ya đang ngồi một bên: này vương tử, vương tử hãy đến luận chiến với Sa Môn Gotama, và nhờ vậy tiếng đồn tốt đẹp sau đây sẽ được truyền đi cho vương tử. Sa Môn Gotama có thần lực như vậy, có uy lực như vậy, đã bị vương tử Appha-ya luận chiến. Thưa tôn giả, làm thế nào con có thể luận chiến với Sa Môn Gotama có thần lực như vậy, có uy lực như vậy? Này vương tử, hãy đến Sa Môn Gotama. Sau khi đến, hãy nói với Sa Môn Gotama như sau: bạch Thế Tôn, như là thể nói lời nói, do lời nói ấy những người khác không ưa, không thích chăng? Nếu Sa Môn Gotama được vương tử hỏi như vậy và trả lời như sau: này vương tử, Như Lai có thể nói lời nói, do lời nói ấy người khác không ưa, không thích, thời vương tử hãy nói với Sa Môn Gotama: bạch Thế Tôn, nếu xử sự như vậy thời có gì sai khác giữa kẻ phàm phu và Ngài? Kẻ phàm phu có thể nói lời nói, do lời nói ấy những người khác không ưa thích. Còn nếu Sa Môn Gotama được vương tử hỏi như vậy mà trả lời như sau: này vương tử, Như Lai không có thể nói lời nói, do lời nói ấy những người khác không ưa, không thích, thời vương tử hãy nói với Sa Môn Gotama: bạch Thế Tôn, nếu xử sự như vậy thời sau Vidadatta được Ngài trả lời như sau: Devadatta phải đọa vào đọa xứ, Devadatta phải đọa vào địa ngục, Devadatta phải đọa trong một kiếp, Devadatta không thể nào cứu được. Và do Ngài nói những lời như vậy, Devadatta đã phẫn nộ, không quan hỷ. Này vương tử, Sa Môn Gotama khi bị vương tử hỏi câu hỏi hai móc như vậy sẽ không có thể nhả ra, cũng không có thể nuốt vào. Ví như một móc sắt bị móc vào cổ họng một người nào, thì người ấy không có thể nhả ra, cũng không có thể nuốt vào được. Cũng vậy, này vương tử, Sa Môn Gotama khi bị vương tử hỏi câu hỏi hai móc như vậy sẽ không có thể nhả ra, cũng không có thể nuốt vào. Thưa vân tôn giả, vương tử Appha-ya vâng lời đáp Nigantha Naputta, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Nigantha Naputta, thân bên hữu hướng về ông, rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến liền đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Vương tử Appha-ya đang ngồi xuống một bên, nhìn mặt trời và suy nghĩ: hôm nay không phải để thời luận chiến với Sa Môn, ngày mai ta sẽ luận chiến với Sa Môn Gotama tại nhà của ta. Liền bạch Thế Tôn: Thế Tôn, ngày mai mong Thế Tôn nhận lời dùng cơm cùng ba tỷ kheo khác với Ngài, là người thứ tư. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi vương tử Appha-ya sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Thế Tôn sau đêm ấy đã mãn, và buổi chiều đắp y cầm theo y bát đi đến chỗ vương tử Appha-ya. Sau khi đến liền ngồi ở chỗ đã soạn sẵn. Rồi vương tử Appha-ya tự tay mời mọc làm cho Thế Tôn thỏa mãn với những món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Vương tử Appha-ya chờ cho Thế Tôn sau khi đã dùng xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế thấp khác ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi một bên, vương tử Appha-ya bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Như Lai có thể nói lời nói, do những lời ấy người khác không ưa, không thích chăng? Này vương tử, phải chăng ở đây câu hỏi có dụng ý một chiều? Bạch Thế Tôn, các vị Nigantha đã bị bại ở đây rồi. Này vương tử, vì sao vương tử lại hỏi câu như bạch Thế Tôn, các vị Nigantha đã bị bại ở đây rồi? Bạch Thế Tôn, ở đây con đi đến
Thánatibhuta, sau khi con đến đảnh lễ Thánatibhuta rồi ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn Thánatibhuta nói với con đang ngồi một bên: này vương tử, vương tử hãy đi đến luận chiến với Sa môn Gautama, và nhờ vậy tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi cho vương tử Sa môn Gautama. Sa môn Gautama có thần lực như vậy, có quy lực như vậy, đã bị vương tử áp phá giá luận chiến. Bạch Thế Tôn, khi được nói như vậy, con thưa với Nikanta Natibota, thưa tôn giả, làm thế nào tôi có thể luận chiến với Sa môn Gautama có một như vậy, có quy lực như vậy? Này vương tử, hãy đến Sa môn Gautama, sau khi đến hãy nói với Sa môn Gautama như sao? Bạch Thế Tôn, Như Lai có thể nói lời nói, do lời nói ấy những người khác không ưa, không thích chăng? Nếu Sa môn Gautama được vương tử hỏi như vậy và trả lời như sao? Này vương tử, Như Lai có thể nói có lời nói, do lời nói này những người khác không ưa, không thích, thời vương tử hãy nói với Sa môn Gautama. Bạch Thế Tôn, nếu xử sự như vậy, thời có gì sai khác giữa kẻ phàm phu với ngài? Kẻ phàm phu có thể nói lời nói, do lời nói ấy những người khác không ưa, không thích. Còn nếu Sa môn Gautama được vương tử hỏi như vậy và trả lời sao? Này vương tử, Như Lai không thể nói lời nói, do lời nói ấy những người khác không ưa, không thích, thời vương tử hãy nói với Sa môn Gautama. Bạch Thế Tôn, nếu còn xử sự như vậy, thời vì sao Devadatta được ngài trả lời như sao? Devadatta phải đọa vào đọa xứ, Devadatta phải đọa vào địa ngục, Devadatta phải đọa trong một kiếp, Devadatta không thể nào cứu chữa được. Và vì ngài nói những lời như vậy, Devadatta phẫn nộ không quan hỷ. Này vương tử Sa môn Gautama, khi bị vương tử hỏi câu hỏi hai móc như vậy, sẽ không thể nào nhả ra, cũng không thể nào nuốt vào, ví như một móc sắt bị móc vào cổ họng của một người nào, thì người ấy không có thể nhả ra, cũng không có thể nuốt vào. Cũng vậy, này vương tử Sa môn Gautama, khi bị vương tử hỏi câu hỏi hai móc như vậy, sẽ không có thể nhả ra, cũng không có thể nuốt vào. 280 Đại Bi Tâm của Đức Điều Ngự và câu trả lời của ngài. Ngay từ đầu, Áp Phá Giá đã bị Đức Phật Đấng Vô Thượng Điều Ngự đã chỉ rõ ẩn ý sau câu hỏi, nhưng ngài vẫn trả lời với 6 trường hợp. Thứ nhất, lời nói nào không đúng với sự thật, không tương ứng với mục đích giải thoát, lời nói ấy khiến Như Lai, những người nghe không ưa thích, thì Như Lai không nói lời ấy. Số 2, lời nói nào dù đúng với sự thật nhưng không tương ứng với mục đích giải thoát, lời nói ấy khiến người khác không ưa, không thích, Như Lai không nói lời ấy. Số 3, lời nói nào đúng với sự thật, tương ứng với mục đích nhưng người nghe không ưa thích, Như Lai ở đây sẽ biết thời giải thích lời nói ấy. Câu số 4, lời nói nào không đúng với sự thật, không ứng với giải thoát, dù người nghe ưa thích, Như Lai không nói lời nói ấy. Số 5, lời nói nào không đúng với sự thật, không tương ứng với mục đích giải thoát, nhưng người nghe ưa thích, Như Lai không nói lời ấy. Số 6, lời nói nào đúng với sự thật, tương ứng với mục đích giải thoát, người nghe không ưa thích, thời Như Lai nói lời ấy. Kinh văn, lúc bấy giờ có đứa con nít ngây thơ nằm giữa trên đầu gối của vương tử Áp Phá Giá. Rồi Thế Tôn nói với vương tử Áp Phá Giá: này vương tử nghĩ thế nào? Nếu đứa con nít này do sự vô ý của vương tử, hay do sự vô ý của người vú hầu, thọc một cái que hay nuốt một hòn đá vào trong miệng, vậy vương tử phải làm gì? Bạch Thế Tôn, con phải móc cho ra. Bạch Thế Tôn, nếu con không thể móc cho ra lập tức, thời với tay trái con nắm đầu của nó lại với tay mặt, lấy ngón tay làm như cái móc, con sẽ móc cho vật ấy nó ra, dầu có phải chả máu. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì con có lòng thương tưởng đứa trẻ. Cũng vậy, này vương tử, lời nói nào Như Lai biết không như thật, không như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến người khác không ưa, không thích, thời Như Lai không nói lời ấy.
Còn lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến người khác không ưa, không thích, thời Như Lai không nói lời nói ấy. Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến người khác không ưa, không thích, Như Lai ở đây biết thời giải thích lời nói ấy. Lời nói nào Như Lai biết là không như thật, không như chân, không tương ứng với mục đích, và lời ấy khiến người khác không ưa thích, Như Lai không nói lời ấy. Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác ưa và thích, Như Lai không nói lời nói ấy. Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến người khác ưa và thích, ở đây Như Lai biết thời giải thích lời nói ấy. Vì sao vậy? Này Vương Tử, Như Lai có lòng thương tưởng đối với tất cả chúng sanh. Những điểm cần nhớ: những gì Đức Phật trả lời có thể thấy được ba điểm quan trọng. Thứ nhất là những gì Như Lai giảng dạy phải liên hệ đến giác ngộ và giải thoát. Giống như câu chuyện nắm lá Simsapa, tri kiến của Phật thì vô cùng vô tận, nhưng Ngài chỉ nói những gì thiết thực cho sự thoát khổ. Nói cách khác, không phải chân lý nào cũng lợi ích cả, đa số thật là phù phiếm, đặc biệt trong lĩnh vực triết lý lý luận. Những gì liên hệ đến giác ngộ giải thoát phải tương ứng với sự thật. Đây là một điểm then chốt. Tất cả những gì có công năng dẫn đến giác ngộ giải thoát đều ư cứ trên sự thật. Tâm tạng Pali không thể chấp nhận những giả định, những phương tiện mà nói có hiệu năng dẫn đến giác ngộ, một điểm rất phổ cập trong Phật giáo Đại Thừa. Những gì khế hợp với căn tánh của người nghe nhưng không có trường hợp thuốc đắng đã tật thì vẫn nói với lời giải thích. Một trong 12 Như Lai lực là biết rõ căn tánh của chúng sanh, như một vị thầy thuốc giỏi bén nhạy với chứng bệnh để cho thuốc. Ngoại trừ một số ý trường hợp khác khiển trách những điều quý ác, đa số những người hữu duyên gặp Đức Phật đều được nhanh chóng khai thị với chánh pháp phù hợp với căn tánh riêng. 281 Đức Thế Tôn và trí huệ của Ngài đối với chánh pháp, bậc đại giác tự tại đối với những câu hỏi dù khó kinh văn. Bạch Thế Tôn, những sát đế lị có trí, những bà la môn có trí, những gia chủ có trí, những sa môn có trí này sau khi soạn sẵn câu hỏi đến Như Lai và hỏi Bạch Thế Tôn, không hiểu Thế Tôn có suy nghĩ trước trong trí như sao? Nếu có những ai đến ta và hỏi như vậy, được hỏi như vậy, ta sẽ trả lời như vậy, hay Như Lai trả lời ngay tại chỗ? Này Vương Tử, ở đây ta sẽ hỏi Vương Tử, nếu Vương Tử hoan hỷ, hãy trả lời câu hỏi ấy. Này Vương Tử, Vương Tử nghĩ như thế nào? Vương Tử có giỏi về các bộ phận sai biệt của một cái xe hay không? Thưa Vân Bạch Thế Tôn, con có giỏi về các bộ phận sai biệt của một cái xe. Thưa Vương Tử, Vương Tử nghĩ thế nào? Có những người đến Vương Tử hỏi như thế này, bộ phận này của cái xe tên gọi là gì? Không hiểu Vương Tử có suy nghĩ trước trong trí như sao? Nếu có những người, có những ai đến ta và hỏi như vậy, ta sẽ trả lời cho họ như vậy, hay là Vương Tử trả lời ngay tại chỗ? Bạch Thế Tôn, vì con là người đánh xe nổi tiếng, rất giỏi về các bộ phận sai biệt trong một cái xe, nên con sẽ trả lời ngay tại chỗ. Cũng vậy này Vương Tử, những sát đế lị có trí, những bà la môn có trí, những gia chủ có trí, những sa môn có trí này, sau khi soạn sẵn câu hỏi đến Như Lai mà hỏi, thì Như Lai sẽ trả lời ngay tại chỗ. Vì sao vậy? Thưa Vương Tử, pháp giới Thammatthātu đã được Như Lai khéo biết, và vì Như Lai khéo biết pháp giới nên Như Lai trả lời ngay tại chỗ. Khi được nói như vậy, Vương Tử Appaya Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thai Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thai Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, như người vẫn đứng lại những gì đã bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ đi lạc đường, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. Nay con quy Thế Tôn, con quy pháp và con quy chúng tỳ kheo tăng, mong Thế Tôn nhận cho con làm cư sĩ từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con
vừa đọc xong bài kinh hôm nay, con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Không có Pháp, sư phụ Pháp Đăng được không? Dạ, con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Dạ, chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ Pháp Đăng. Dạ, kính bạch Thượng Tọa Nhất Đẳng, là giờ này chúng con vẫn chưa thấy tín hiệu của Thượng Tọa Pháp Đăng. Vì vậy, thay mặt đại chúng, chúng con kính cung thỉnh Ngài hoan hỷ điền khuyết cho Thượng Tọa Pháp Đăng với bài học ngày hôm nay. Xin kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính thỉnh lễ chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút nha. Thưa quý vị, chúng ta đọc bài kinh hôm nay, kinh Avya Kumarasika. Khởi đầu với một câu chuyện nó hơi tầm thường, là có một người muốn đến vấn nạn Đức Phật với một câu hỏi, mà câu hỏi đó có cái hậu ý là muốn gây rắc rối cho Đức Phật. Nhưng mà qua câu trả lời của Đức Phật đó, thì chúng ta đặc biệt tìm thấy những ý nghĩa rất là lợi lạc ở trong đời sống của chúng ta. Câu hỏi này là một đề nghị của giáo chủ Nigantha Dantaputta đối với vương tử Avya. Như chúng ta biết rằng vương tử Avya Kumara là con của vua Bình Sa Vương. Vua Bình Sa Vương là đệ tử Phật, nhưng mà vương tử Avya Kumara thì là đệ tử của Ni Kiền Tử, tức là đạo Chan. Và trong một lần bị này đến gặp vị giáo chủ của mình đó, thì giáo chủ Nigantha đã có cái đề nghị là Avya đến hỏi Đức Phật là có bao giờ Đức Phật Ngài nói điều gì đó mà làm cho người khác phật lòng không? Cho người khác họ bất mãn không? Thì nếu Đức Phật trả lời là có, thì nói rằng nếu như vậy thì Ngài cũng giống như những người phàm phu khác. Bậc Thánh không nói những lời làm cho người khác phiền muộn. Nhưng mà Ngài nói không á, thì chắc vấn lại Ngài là vì chứ Ngài đã từng nói rằng Đề Bà Đạt Đa do cái sự tham đắm danh lợi sẽ đi vào con đường khổ với những ác nghiệp của mình. Lời nói như vậy khiến Đề Bà Đạt Đa rất là hận, rất là phiền. Thì thưa quý vị, Nigantha Dantaputta đinh ninh rằng một câu hỏi mà dù là trả lời có hay không, thì Đức Phật Ngài cũng đặt mình ở trong cái thế kém cạnh, tức là đều bị chất vấn. Avya Kumara đã học câu hỏi này từ Nigantha, và như chúng ta thấy trong câu chuyện rằng vị này không có đến hỏi Đức Phật liền, mà mời Đức Phật về nhà ngày hôm sau để cúng dường trai tăng. Đó là một bữa cơm, mà sau bữa cơm đó thì sẽ nêu lên câu hỏi. Đức Phật nhận lời, và khi Ngài đến nhà, cũng như là đã dự tính là sau khi dùng cơm xong thì Avya bắt một cái ghế ngồi kế bên
và hỏi Đức Phật câu hỏi mà mình đã tính sẵn. Thưa quý vị, lúc bây giờ thì có một đứa bé con của Aphuyat đang ở mắt của Đức Phật, và Đức Phật đã nêu ra thí dụ như là chúng ta đã được nghe. Thí dụ đó đó là trường hợp là nếu đứa bé nó nuốt một cái vật gì đó, một trẻ em thứ vị khi nó cầm cái gì trên tay nó hay bỏ miệng nó nuốt và nó kẹt ở cổ, và nếu mà không móc ra thì nó sẽ ngạt mà nó chết, ngộp thở mà chết, nhưng móc ra thì rất là đau. Thì Aphiyat làm gì? Thì với câu hỏi đó của Đức Phật, Aphiyat nói rằng Aphiyat sẽ móc cái vật cứng ra khỏi cổ của đứa bé, cho dù nó khóc, cho dù nó đau. Thì Đức Phật nói tương tự như vậy. Khi Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp thì Ngài cũng thuyết về lòng đại bi, và Ngài đã nêu lên 6 trường hợp. 6 trường hợp đó dựa trên 3 cái chuẩn. Một là điều Ngài nói đó, nó có đúng với sự thật hay không? Và nếu cái điều mà Ngài nói ra không đúng sự thật, nó không có lợi lạc gì cho việc tu tập giải thoát, người nghe không ưa thích, thì điều này hoàn toàn Như Lai không có nói, và Đức Phật Ngài không có nói. Giống như là trong đời sống hàng ngày chúng ta có những cái chuyện mà chúng ta gọi là tao hay chuyện tầm phào, nói ra thì vô ích, nó đã không đúng sự thật rồi, nói chuyện vô ích rồi, thì chuyện đó đối với một bậc giác ngộ như Đức Phật không bao giờ có, Ngài không bao giờ nói. Lời nói thứ hai là lời nói không đúng với sự thật, không liên hệ đến giải thoát, mà người nghe nó ưa thích thì Đức Phật cũng không nói. Lấy ví dụ như là có những người mà chuyên là tranh luận và bàn về các nhân vật ở trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung chẳng hạn. Tranh luận thì xem rất là nghiêm trọng, nhưng mà thật sự là tiểu thuyết là tiểu thuyết, đó là hư cấu thôi, không có thật, và nó cũng chẳng lợi lạc gì đến sự giác ngộ giải thoát. Nhưng mà người nghe thì rất là hấp dẫn, rất là ưa thích. Thì lời đó Đức Phật Ngài không nói. Dù là được ưa thích bởi quần chúng. Lời thứ ba thưa quý vị là lời nói đúng với sự thật, nhưng mà nó không liên hệ đến giải thoát. Người nghe không thích. Cái chuyện mà đúng với sự thật thì nó có nhiều lắm. Ở trên thế gian này, ví dụ như chúng ta nói rằng một cái loại cây nào đó trong rừng nó có cái vị đắng, hay là chúng ta nói rằng một cái cục đá nó đã được cấu tạo như thế nào, vân vân, thì đó là sự thật nếu chúng ta nói đúng. Nhưng mà có rất nhiều trường hợp sự thật nó không có giá trị gì, không lợi ích gì, mặc dù đó là sự thật, và người nghe không ưa thích thì dĩ nhiên Đức Phật cũng không nói. Điều thứ tư là có những lời nói đúng với sự thật, không liên hệ đến giải thoát, mà người nghe ưa thích. Thì điều thứ tư này nó đạt được hai cái tiêu chí. Một là nó đúng với sự thật, hai là người nghe ưa thích, nhưng mà nó không liên hệ đến giải thoát thì Đức Phật càng cũng không nói. Như vậy là điều 1, điều 2, điều 3, điều 4 chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài đều không nói. Điều thứ 5 là đúng với sự thật, có hiệu năng dẫn đến giác ngộ giải thoát,
người nghe không thích thì Đức Phật tùy thời, ngài tùy thời thích hợp bằng ngài nói. Điều này có nghĩa là đó là chân lý, mà chân lý đó có lợi lạc cho cuộc sống. Thí dụ như là sự thật về vô thường, sự thật về sự bất tịnh, sự thật về vô ngã, vân vân. Nhiều người là không thích nghe chuyện này, và nghe chuyện này là nghe chuyện rất là phiền. Nhưng mà Đức Phật về tùy thời ngài vẫn nói. Thí dụ như là có những lần Đức Phật ngài gặp một người người Bà La Môn có căn cơ, có trình độ, bị mất một con trâu. Vị này đi tìm trâu, nhưng ăn gặp Đức Phật thì bình thường là nếu mà mình đi đâu mà gặp một vị mà tướng hảo phi phàm như Đức Phật, với cái phong thái của một bậc thánh như Đức Phật, thì vị này sẽ khoan hỷ, sẽ đảnh lễ. Nhưng mà bữa đó khi ông Bà La Môn gặp Đức Phật thì không. Ông gặp Đức Phật, ông chỉ hỏi Đức Phật một câu rằng: ngài có thấy có một con trâu riêng ăn đây không? Tại vì sao? Con trâu là tài sản lớn, bây giờ mất trâu thì đang lo, chỉ muốn tìm được con trâu thôi. Gặp Đức Phật thì cũng bây giờ muốn chào hỏi cho nhiều, muốn hỏi đạo lý đâu. Thì Đức Phật ngài mới hỏi một câu: đi tìm con trâu và tìm chính bản thân của mình thì cái nào quan trọng hơn? Lời nói đó có lẽ là đối với nhiều người lúc đó không có quan trọng, bởi vì mới vừa mất con trâu, lo đi tìm trâu thôi. Nhưng ông Bà La Môn là cái người có căn tính rất là tốt, nghe Đức Phật dạy như vậy thì ông quỳ xuống và ông xin Đức Phật ngài thay tâm cho ông, và cuối cùng ông xuất gia trở thành một vị A-la-hán. Thứ gì có rất nhiều điều Đức Phật ngài dạy về sự thật của cuộc sống, như là vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh, về nghiệp báo vân vân, thì đa phần người ta nghe người ta không hoan hỷ. Chúng tôi mới tổ chức một cái mới tham dự một cái đám tang. Thưa quý vị, ở trong đám tang này đó thì có vài người ở trong tang quyến đến nói với chúng tôi rằng mặc dù người mất là người thân, là đại tang, nhưng mà bởi vì tháng tới này họ phải đi dự cái đám cưới, và đám cưới đó rất là quan trọng, do đó xin được xả tang sớm. Thật ra đối với chúng tôi thì việc đó nó không có việc gì, nhưng mà nó nhắc cho chúng ta thấy một điều rằng đối với phần đông người đời, ngày đầu năm đầu tháng người ta kỵ gặp những người có tang, lễ cưới thì còn kỵ những người có tang, và nhiều người trong chúng ta nghe nói cái chết ấy, thì thật ra chúng ta không có vui chút nào hết. Nhưng mà với Đức Phật thì sự suy niệm về sự chết đó, nó không phải là một bài học khó nuốt, mà nó là bài học lợi lạc, rất lợi lạc. Nếu chúng ta ý thức rằng chúng ta chắc chắn sẽ chết, và cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, thì nó là một phương lương dược giúp cho chúng ta bỏ đi rất là nhiều vấn đề mà mình canh cánh trong lòng, ví dụ như là sự buồn phiền, giận hờn, hay là những cái cố chấp vân vân. Tại vì khi mình nghĩ được mỗi người sẽ chết thôi, thì thứ vì những sự thật đó Đức Phật gọi là đó là những sự thật, nó có lợi lạc cho sự giải thoát, nhưng mà người nghe không ưa thích thì Đức Phật ngài tùy thời, tùy lúc mà ngài nói. Và điều sau cùng đó, điều thứ sáu đó,
đạt được cả ba cái tiêu chí. Đó là những lời đúng với sự thật, có cái lợi lạc cho sự tu tập giải thoát, và người nghe hoan hỷ. Thì Đức Phật thường nói, và dĩ nhiên Ngài cũng nói đúng thời, nhưng mà Đức Phật thường nói những lời nói đó. Thì như vậy thưa quý vị, ở trong sáu cái điểm này, khi mà Đức Phật Ngài nêu lên những gì Ngài nói và những gì không nói đó, thì bốn điểm đầu là bốn điều mà Đức Phật không giờ nói, không đúng với sự thật, không liên hệ đến giải thoát, người nghe không ưa thích là một, không liên hệ đến, không đúng sự thật, không liên hệ đến giải thoát, người nghe ưa thích là hai. Và điều thứ ba, điều thứ tư là đúng với sự thật, nhưng mà cả hai điều người đều đó, hai điều đó đều không liên hệ đến giải thoát. Thì dù người nghe có ưa thích hay không ưa thích thì Đức Phật cũng không nói. Nhưng mà hai điều sau cùng đó, điều thứ năm và thứ sáu đó, thì là đúng với sự thật, có cái lợi lạc cho sự tu tập giải thoát. Nhưng mà dù người nghe không thích hay người nghe thích thì Đức Phật tùy thời tùy hoàn cảnh mà Ngài nói. Ngài Đức Phật chỉ nói hai điều sau thôi. Thì từ những điều này chúng ta rút ra ba điểm rất là quan trọng. Là nếu mình nhìn vào trong sáu điều đó, thì không có điều nào mà có lợi lạc để đi giác ngộ giải thoát mà nó là hư cấu, mà nó là sai với sự thật hết. Thì thưa quý vị, đây là một cái điểm mà có sự khác biệt giữa Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển. Phật giáo phát triển thì quan niệm rằng có những cái thứ ngôn ngữ gọi là quyền xảo, Đức Phật Ngài phương tiện mà nói, nhưng mà nó có tất cả là hư cấu thôi. Ngài phương tiện mà Ngài nói, tại tùy thời thì lúc Ngài nói như vậy, nhưng mà thật nó không có thật. Thì cái điển Pali thì không nói như vậy. Cái điển Pali nói rằng tất cả những gì dẫn đến giác ngộ giải thoát á, thì nó phải là sự thật, nó không thể là phương tiện mà nói được, nó không thể nào là một cái hư cấu mà được định đặt ra để chúng sanh tạm thời tin rồi sau đó thay đổi, không phải vậy. Thì trong sáu điều này, những điều gì liên quan đến giải thoát giác ngộ là điều Đức Phật nói, và những điều gì liên quan đến giác ngộ giải thoát đều là phải đúng với sự thật. Còn cái chuyện mà người nghe có thích hay không thích đó, thì điều đó Đức Phật này cũng tùy thời. Nhưng mà những người điều nào mà làm cho chúng sanh thường khoan hỷ thì Đức Phật Ngài thường nói, và Ngài nói nhiều về điểm đó. Thì đây là một cái điểm rất là tế nhị mà chúng ta chỉ nhìn vào ở trong sáu cái điểm mà Đức Phật nêu lên, và dựa trên ba cái tiêu chí đúng hay không đúng với sự thật, có lợi hay không có lợi cho sự tu tập giải thoát, và người nghe có ưa thích hay không ưa thích. Và Đức Phật Ngài thêm vào một điều nữa là cho dù Ngài có nói thì Ngài cũng nói một cách đúng thời, chứ phải là cái chuyện đó nó tốt, nó đúng với sự thật, nó có lợi giải thoát, mà lúc nào Đức Phật cũng nói mà phải vậy. Thưa quý vị, khi mà A-phi-á, người bất tử A-phi-á nghe Đức Phật trả lời như vậy thì vị này đúng là tâm phục khẩu phục. Tâm phục là vị này rất là hoan hỷ với lời Đức Phật dạy, khẩu phục là vị này bạch với Đức Phật rằng cho dù cái câu hỏi nó có tính cách là vấn nạn, nó có cái hậu ý là vấn nạn, nhưng mà Đức Phật đã trả lời một cách rất là nhanh chóng và rất là rõ ràng, khiến cho vị này rất là hoan hỷ. Thì thưa quý vị, trong bài học này một lần nữa thì Đức Phật Ngài cho thấy rằng đối với Như Lai, Đức Phật Ngài nói không do cái phản xạ, do cái sự lý luận hay là do ranh trí, mà Đức Phật giảng pháp dựa trên sự hiểu biết của một vị giác ngộ. Tương tự giống như là một vị kiến trúc sư mà làm nghề đó, thì bất cứ giờ nào, sáng trưa chiều tối, dù là đang ngủ
mà có ai đánh thức dậy hỏi thì mình cũng biết rất là rành rẽ cái ngôi nhà mà mình thiết kế. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ngôi nhà quá quen thuộc. Đức Phật Ngài không phải chỉ một lần mà hàng trăm lần, hàng trăm câu hỏi bất nạn như vậy, Đức Phật vẫn trả lời một cách rất là đẹp, một cách rất là chính xác, một cách rất là nhanh gọn. Bởi vì Đức Phật là vị Pháp Phương, bởi vì Đức Phật Ngài giảng Pháp dựa trên cái sự hiểu biết của Ngài một cách chân thực chứ không phải là qua suy diễn. Và trong câu chuyện mà chúng ta được nghe đó là cuối cùng thì Aphiya đã quy y Đức Phật. Và theo trong kinh, thưa quý vị, khi mà vua Bình Sa Vương bị vua Sa Thế giết đi để xoán ngôi thì hoàng tử Aphiya cũng là con, cũng là hoàng tử, nhưng mà không có nối ngôi bởi vì A Sa Thế giết cha. A Sa Thế đó là con của hoàng hậu Videhi, được gọi là Đông Cung Thái Tử. Nếu vua Bình Sa Vương mà băng hà một cách tự nhiên thì A Sa Thế cũng lên ngôi, nhưng mà lúc đó do xóa ngôi đó, do A Sa Thế lên ngôi sớm hơn. Thì khi mà A Sa Thế đăng quang và vua Bình Sa Vương chết trong một cái chết mà bị đoạt mạng như vậy đó, thì hoàng tử Aphiya sinh tâm chán nản. Và lúc đó vị này bỗng nhớ đến Đức Phật và tìm đến Đức Phật xin xuất gia, sau đó đã trở thành vị A-la-hán. Đó là câu chuyện mà chúng ta nghe về sau này. Nhưng mà toàn bộ câu chuyện này đó, một lần nữa chúng ta hiểu là không phải là những gì mà Đức Phật Ngài dạy cho cuộc đời mà mình nghe, mà chúng ta nghe đều cảm thấy hoan hỷ. Vì điểm này thì người Phật tử ngày hôm nay mà học Phật thì mình phải nhớ là khi mình học không phải là mình học cái gì mình thích. Bây giờ thưa quý vị, người ta hay có một cái khuynh hướng là tu hay là học. Đi tu là mình tìm đến ngôi chùa mình thích, tìm đến vị thầy mà mình thích, tu pháp môn mà mình thích. Và mình quên thẳng đi một điều là cái mình thích nó không phải là một cái chuẩn tốt đâu. Mình nghĩ như vậy nhưng nó không phải là như vậy. Đa phần chúng tôi hồi nhỏ vào trong chùa đó thì chúng tôi nhớ rằng có những vị học Phật Pháp theo sở thích của mình. Ví dụ như là mình có sở thích về thi ca thì mình hay học những cái bài kinh Pháp Cú được thi hóa, hay là những quyển sách mà viết rất là hay. Phật tử Việt Nam á, 10 Phật tử, 9 Phật tử ngày xưa đó, họ thích đọc về cuộc đời của Đức Phật qua cái tác phẩm Ánh Đèn Vàng của Võ Đình Cường, tại đường viết như quyển tiểu thuyết. Thì chúng tôi không nói rằng những điều đó nó không có giá trị, nhưng mà một cái quyển sách về cuộc đời Đức Phật mà khô khan nhưng giữa Đức Phật Phật Pháp đó, có cái giá trị riêng, mà đôi khi người ta đọc vào thì người ta lại không có thích như là một quyển sách giống như tiểu thuyết. Hay hồi chúng tôi còn nhỏ đó, đi ở trong chùa là có nhiều vị học Phật Pháp thì chỉ thích đọc những chuyện tích như là Kinh Bổn Sanh, những câu chuyện về những giai thoại về Đức Phật. Và rất khi muốn đụng với những cái bản kinh mà chánh đại như chúng ta đang học ở đây. Bởi vì sao vậy? Chúng ta học theo sở thích thôi. Mình học theo sở thích đó, thì nó cũng có cái lợi là bước đầu nó bắt lắm, thưa quý vị, giống mình ăn mà ăn gì ngon miệng nó bắt lắm. Nhưng mà vì đường dài thì nó lại không có lợi. Bởi vì sao vậy? Chúng ta nên nhớ rằng cái gì mà mình thích đó, dù là thực phẩm hay là thuốc uống hoặc là kinh điển đi nữa, thì nó không hẳn là cái tốt nhất. Một người có trí thì hiểu rằng cái gì nó có lợi lạc cho mình, không nhất thiết cái mình thích hay không. Vì vậy cái chuẩn mực mà mình đưa ra rằng những gì mà Đức Phật dạy là cái gì mà mình thích mình mới học, thì thường thường là tự mình bước đầu là mình đã có vấn đề rồi. Mà không may cho chúng ta ngày nay đó là rất là nhiều người học Phật Pháp chỉ là mình thích, ví dụ như là thích cái gì mà có nhiều màu sắc thì đến Phật giáo Tây Tạng,
mình thích cái gì mà có cách nói rất là đặc biệt thì thích thiền zen, mình thích có cuộc sống rất là yên lặng, nhìn vào thân tâm thì mình thích hành thiền vipassana chẳng hạn. Nhưng mà nếu những cái gì mà mình học, mình thực hành mình chỉ do đơn giản cho mình thích ấy, thì phải coi chừng, coi chừng một điều rằng cái sở thích của mình đó, nó không hẳn là cái mình thích. Lấy ví dụ như là người ta có cái chương trình cưỡng bách giáo dục ở tại các quốc gia mà có nền giáo dục phát triển ấy, thì từ lúc mà chúng ta vào trường học lúc 5-6 tuổi trên năm 18 tuổi ấy, thì mình học cái chương trình gọi là cưỡng bách giáo dục. Tại sao họ gọi là cưỡng bách giáo dục? Là tại vì bắt buộc trẻ em phải đi học, và khi mình vào trong nhà trường không nhất thiết là mình học cái gì mà thích. Dạ, có người thích về văn, không thích về khoa học, có người thích về toán mà không thích về văn, vân vân. Nhưng mà bắt buộc phải học. Dạ, cái bắt buộc làm chúng ta khó chịu, chúng ta không thích. Nhưng mà thật ra thì nó có cái lợi khác. Và do vậy trong bài kinh này cho chúng ta thấy rằng những lời Đức Phật dạy không nhất thiết là những gì mà mình hợp với tính của mình hợp với sở thích của mình. Và chúng ta đặc biệt phải rất coi chừng, phải rất là cẩn thận, bởi vì chúng ta thường bỏ qua những điều rất là lợi ích, những điều rất là cần thiết, bởi vì mình mới nhìn nó mình thấy mình không thích chút nào hết, mình không có thiện cảm từ ban đầu. Nhưng mà điều đó nó không đến là cái chuẩn mực để mà chúng ta đánh giá vấn đề. Và một điều khác mà chúng ta tìm thấy ở tại đây là Đức Phật Ngài không tạo ra những cái hư cấu hay là những cái giả lập, những cái mà gọi là phương tiện mà nói nó chỉ có giá trị một thời một lúc với một số người để thu phục họ. Đức Phật Ngài không nói như vậy. Đúng là tại những gì Đức Phật nói là nó phải là sự thật, và sự thật đó phải liên hệ đến giác ngộ giải thoát. Còn cái gì mình thích hay không thích là chuyện khác nữa. Thưa quý vị, bây giờ đó chúng tôi có một việc như vậy là chúng tôi cần có khoảng chừng 30 phút để lo một công việc, rồi sau đó chúng tôi trở lại. Không biết là Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và Đại Đức Pháp Tính sẽ giúp để cầm mic nói khoảng 30 phút không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nói được thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Dạ, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính quan hệ giúp cho 30 phút, sẽ trở lại với phần thảo luận sau đó. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sạch Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Minh Thành cùng Chư Tôn Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị chị nam tín nữ. Cảm ơn Đại Đức Trời Thiên. Kính thưa quý vị, chúng tôi cùng với Hòa Thượng Tề Siêu đang có mặt ở chùa Phước Quang, tỉnh Bình Định. Và đường nét ở đây thì quá trục trặc, thành ra Hòa Thượng Tề Siêu không có vào được. Và với cái bàn khóc của chúng tôi thì coi như nó cũng không có ổn định, nhưng mà Hòa Thượng
chiều nói chúng tôi cố gắng vào trong lớp học. Do vậy tôi sẽ cố gắng vào, nhưng mà không biết rằng cái không biết rằng cái đường nét đó có được liên tục hay không. Thì đối với cái bài học ngày hôm nay đó, chúng ta thấy rằng có một cái điểm mình rất là quan tâm. Khi mà Đức Phật nói những cái lời nói nào mà có lợi ích mà liên hệ đến giải thoát, dù cái người nghe không có thích nghe nhưng mà Ngài vẫn nói, thì chúng ta thấy rằng thật sự mình có cái câu là trung ngôn á thì nhĩ, có nghĩa là có những cái điều mình nói ngay thật thì chúng sanh không có thích nghe. Cũng như quý vị thấy đối với ở trên bên thốt cũng vậy, hoặc là ở trong Phật pháp cũng vậy, những cái lớp học được tổ chức được có nhiều cái sự mà bỏ công vào trong đó để dạy tu học, nhưng mà quý vị thấy là thường thường con người ta không có thích nghe, người ta không có thích nghe. Thành ra quý vị thấy rằng lúc nào cái lớp học nó cũng vắng hơn là những cái phòng ca múa nhạc, hoặc là những cái phòng mà người ta tâm sự, hoặc là người ta nói những cái chuyện phiếm là ở trong cái cuộc đời này. Đó, vậy thì tại sao mà chúng tôi muốn nói cái ý này? Tại vì chúng tôi muốn đưa ra cái nguyên nhân. Thường thường quý vị thấy rằng cái gì cũng vậy, chúng ta thấy cái sự kiện đó, chúng ta đi tìm ra những cái nguyên nhân. Thì tại sao mà chúng ta không có ưa thích về cái sự tu học, hoặc là chúng sanh, có những cái chúng sanh không có thích về cái sự tu tập, là tại sao? Quý vị, tại vì do không có gieo cái duyên lành là với giáo pháp. Quý vị thấy rằng đối với một người mà không có gieo cái duyên lành với giáo pháp thì coi như là họ không có thích về nghe pháp, hoặc là không có thích về đọc về những cái kinh sách. Thành ra ở trong cái đời này nó truyền qua cái đời kia. Còn ngược lại thì quý vị thấy rằng có những vị là tại sao mà luôn luôn sẽ gắn bó với Phật pháp, luôn luôn sẽ gắn bó với giáo pháp, tại vì những cái vị đó là đã gieo cái duyên lành nhiều đời nhiều kiếp ở trong quá khứ. Quý vị thấy rằng ở trong câu chuyện của một cái vị tể tướng Sanh Tập Tiến, quý vị thấy rằng cái vị tể tướng Sanh Tập Tiến đó không phải là tự nhiên ngay trong hiện tại mà đang sầu khổ mà tìm đến Đức Phật, rồi nghe Đức Phật thuyết một cái pháp thoại ngắn, là một cái câu kệ ngắn mà đạt được đạo quả A La Hán với tứ tuệ phân tích, và có luôn lục thông quý vị. Thì không phải là tự nhiên được như vậy mà do đâu quý vị? Do ở trong quá khứ cái vị này đã từng đi rao giảng, đi có nghĩa là từng đi rao, đi mời gọi, hoặc là đi thông báo cho mọi người biết. Quý vị thấy rằng ở trong quá khứ đó, thì tiền thân của thừa tướng Sanh Tập Tiến là coi như là cứ mỗi một đi thông báo cho mọi người biết Đức Phật đã xuất hiện ở trên thế gian, giáo pháp đã xuất hiện ở trong thế gian. Chư tăng vì thế cái vị đó chỉ đi làm cái công việc đó thôi, chỉ đi làm cái công việc đó thôi. Thành ra đó là do cái duyên lành đó mà ở trong cái đời sống sau
là vị này có được cái duyên lành là gặp được Phật Pháp. Thì những cái câu chuyện mà chúng tôi kể ra ở đây để cho quý vị thấy rằng chúng ta phải rút ra được một cái bài học ở trong cái cuộc đời này. Ít nhiều gì là chúng ta cũng phải gieo làm với trong tương lai là chúng ta có cái cơ hội gặp được Phật Pháp. Thí dụ như quý vị thấy rằng tại sao mà có những người có duyên gặp được ngài Mahakassapa, hoặc là gặp được ngài Xá Lợi Phất, hoặc là gặp được ngài Ananda, hoặc là gặp được ngài Anuruddha, tại sao vậy? Tại vì những người này có cái sự gieo duyên, có cái sự tạo cái phước ở trong quá khứ, thành ra bây giờ họ mới có được cái duyên lành gặp được các cái vị thánh nhân. Thành ra đối với cái người cư sĩ của chúng ta ở trong cái thời đại, ít nhiều gì chúng ta cũng phải có một cái duyên lành, có một cái duyên lành với Tam Bảo. Thì bằng rất là nhiều cách, quý vị có thể là chúng ta nghe pháp, có thể là chúng ta sẽ đi đến chùa để chúng ta quét những cái chiếc lá, hoặc là chúng ta dọn dẹp gìn giữ cái ngôi Tam Bảo. Nó bằng rất là nhiều cách. Thật sự ra nếu mà một người đó mà muốn tạo phước, muốn gieo cái trồng những cái hạt giống lành thì nó rất là nhiều cái cách. Quý vị thấy rằng ở trong kinh Vinanda Patha có nói về cái đoạn đó, quý vị thấy rằng cái vị tỳ khu đó là coi như là kêu cái vị sa di đó đi đổ rác. Thì cái vị sa di đó khi mà đổ rác, cái vị sa di đó mới nguyện do cái công đức đổ rác này mà sẽ có được trí tuệ nhiều như nước ở trong cái dòng sông đó. Thì khi mà cái vị tỳ khu đó nghe cái lời phát nguyện của cái vị sa di đó, thành ra cái vị tỳ khu đó mới phát nguyện rằng là coi như là do cái công đức mà có cái sự mà chăm sóc các cái vị sa di mà ở trong tương lai cái trí tuệ phải nhiều như nước ở trong biển. Thì chúng tôi kể câu chuyện này ra nhằm cái ý là chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái sự mà mình đổ rác ở trong chùa mà cái nguyện đó của mình nó thành tựu như vậy đó, nó thành tựu coi như là như cái trí tuệ mình nó nhiều như nước ở trong cái dòng sông đó. Cái sự mà huấn luyện hoặc là cái sự mà dạy dỗ đời sống của các vị sư ở trong chùa mà cái vị đó nguyện cái trí tuệ nhiều như nước ở trong biển, thì quý vị thấy rằng nhiều được cái sự thành tựu. Thành ra ở trong thật sự ra đó, khi mà chúng ta phụng sự về tâm, phụng sự cho Tam Bảo đó, thì bất cứ một cái phước gì là nó sẽ cũng sẽ trổ cho chúng ta cái quả rất là lớn. Nhưng mà chúng ta phải khéo biết, khéo tu tập, có nghĩa là những cái phước báo đó chúng ta làm phải với một cái tâm mà tâm đại thiện hợp ý, tâm đại thiện hợp ý, nó nếu mà được tỏ hỷ thì nó càng tốt, chứ không phải là chúng ta làm với những cái tâm tư hoặc là những cái tâm trạng mà mình thờ ơ. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong cái mùa lễ dân y, khi mà chúng ta đi tạo phước rồi thì chúng ta phải làm sao mà cho cái tâm của mình trước khi đi mình cũng có cái sự quan hệ, mà đang khi làm cái phước này mình cũng có sự quan hệ, rồi sau khi mà mình làm rồi thì mình nhớ đến mình càng quan hệ hơn. Thật ra đó, quý vị thấy rằng đối với bản thân của chúng tôi cũng vậy, nếu mà khi nào mà có sức khỏe và cảm thấy mà các vị sư ở trong lớp học mà thiếu đó, thì quý vị biết rằng
chúng tôi luôn luôn có cái tâm là mình muốn vào ở trong cái lớp học để mà mình cống hiến những cái công sức đó. Thật ra quý vị biết ở trong cái giờ phút này chúng tôi đang cầm cái máy điện thoại mà mắt thì nó mở luôn lên, mà nói thì âm thanh thì nó không nổi. Có nghĩa là trong những ngày hôm nay do cái sự di chuyển tới lui nó nhiều rồi dần thì cũng mệt, nhưng mà thấy các vị Phật tử khi mà có mặt ở trong lớp học đó, thì mình nhìn mình rất là quan hỷ. Rồi đã vậy mà mình thấy chư tăng các vị giảng sư vắng đi nữa, thành ra mình cảm thấy rằng mình rất là muốn làm cái gì đó để cho quý vị có được cái sự sinh hoạt ở trong cái lớp học. Mà thật sự ra đó, quý vị thấy rằng tất cả những cái việc làm này đó, nó đều là cái phước báo. Đã có nhiều cái người biết chúng tôi ngồi, chúng tôi suy nghĩ, nếu mà ở trong tương lai khi nào mà mình được sanh lại làm người, chúng tôi nghĩ rằng là mình sẽ là cái người thù thắng. Thù thắng ở đây đó, không phải là mình ham danh, ham lợi, không phải mình ham một cái điều đó. Thù thắng ở đây đó, mình mong mình có tài sản, có đức độ, có trí tuệ, phải đầy đủ những cái phước này. Thì thứ nhất đó, là cái bản thân của mình mới vượt qua được cái dòng sinh tử luân hồi. Thứ hai đó, thì mình mới đem lại làm những cái lợi ích cho tha nhân, sẽ làm được những cái lợi ích cho những cái người có hữu duyên. Thì đối với cái tâm của chúng tôi đó, thường thường là sẽ suy nghĩ về những cái điều này. Vậy thì ở đây thì quý vị thấy đối với chúng tôi đang trình bày là tại sao mà có những người người ta không thích nghe những cái lời chân chất, dù là những cái lời đó cái sự cho họ mà họ không nghe. Tại vì nhiều đời người kiếp những người đó người ta không có gieo trồng phước báo, không có gieo trồng phước báo, không có, giống như là mình nói một cái câu mà dễ hiểu, không có gieo cái hạt giống bồ đề ra bây giờ làm sao mà có được cái sự mà phát tâm bồ đề. Quý vị thấy rằng có những cái đứa bé là chúng ta nhập những cái đứa bé tuy rằng tuổi còn rất là nhỏ, nhưng mà cái cách mà đảnh lễ hoặc là cái cách mà ngồi mà chắp tay xếp mặt vân vân, mình nhìn mình thấy rất là dễ thương. Là tại sao? Vì những cái người đó nhiều đời nhiều kiếp ở trong quá khứ là người ta đã từng tu tập, thành ra hôm nay người ta chỉ cần gặp lại cái tượng Phật hoặc là gặp lại tấm người này, những cái hành động của người ta mình nhìn rất là quan hỷ, rất là dễ mến. Đó thì những cái điều này chúng ta có được là do nó, do những cái công đức chúng ta đã tạo. Quả là quý vị thấy rằng ở trong cái bài kinh chung của để dành người màu da tươi sáng, giọng nói đẹp lòng người, dung mến có phong cách đoan trang, người quyền quý cao sang, bậc quân triều ở chủ, bậc chiến lưng thánh chúa, bậc thiên vương cõi trời, tất cả quả lành này là do công đức. Quý vị thấy rằng bất cứ một cái sự thành tựu gì của mình ở trong cái cuộc đời này, thì không có đó. Nhưng mà cái lợi ích mà chúng ta thường nghe chánh pháp, chúng ta thường nghe những cái câu Phật ngôn, thì quý vị thấy rằng đây là một cái giống mà làm cho chúng ta đời đời kiếp kiếp chúng ta sanh ra luôn có cái trí tuệ, luôn có cái trí tuệ để mà chúng ta nghe giáo pháp. Quý vị thấy ở trong thời Đức Phật có những người phụ nữ, ngay cả những vị hoàng hậu của mình,
đang sống ở một cái cuộc đời vương giả, một cái cuộc đời đầy nhung lụa, nhưng mà khi mà nghe giáo pháp xuất hiện, nghe giáo pháp xuất hiện là những cái người đó bỏ cái đời sống nhung lụa và tìm đến giáo pháp để mà xuất gia. Thì khi mà chúng ta coi lại những cái câu chuyện tiền thân của những cái vị đó, đó là ở trong quá khứ đã từng nghe pháp, từng gieo những cái hạt giống, chỉ cần đó gỡ lại thôi là người ta sẽ phát tâm, có nghĩa là tâm người ta sẽ kháng khích vào trong. Không biết có thấy của đường tỏ trở lại. Nếu quý vị thấy tín hiệu của đường tỏ đó, thì quý vị bảo thì chúng tôi biết dùng. Sa thú sinh trường để được phật tích. Thưa quý vị, vừa lên trên cái bài kinh ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy có một cái tiêu chí rất là quan trọng ở trong đời sống của người học Phật đó. Đó là có một cái tập trung vào những gì gọi là lợi lạc. Đừng nói chi cái chuyện học của thế gian, học trong Phật Pháp. Chúng ta nói là biển học mênh mông. Nhưng mà mình đi vào trong đó, mình chọn cái gì gọi là thật sự lợi lạc. Đó là cái khéo của mỗi người. Về điểm này thì chúng ta nghe trong Thư Bộ Kinh, có một lần Đức Phật này nắm một mớ lá cây Simsapa ở trong tay đó, mình hỏi chi tỳ kheo cái số lá cây trong rừng và số lá cây trong tay của Như Lai thì số nào nhiều hơn, thì chi tỳ kheo trả lời rằng bạch Đức Thế Tôn, lá cây trong rừng thì số lá cây trong tay của Như Lai thì rất ít so với số lá cây ở trong rừng. Để Đức Phật này dạy rằng cũng tương tự như vậy. Những gì mà Như Lai biết nó nhiều lá cây trong rừng. Nhưng mà những gì mà Như Lai nói đó là chỉ bằng số lá cây trong tay. Bởi vì Như Lai chỉ dạy những gì mà nó có lợi ích thiết thực cho sự tu tập giải thoát. Và cái khả năng lựa chọn, mình lựa chọn một cách khôn khéo, lựa chọn một cách chính xác, nó không phải là chuyện đơn giản. Dạ, nó không phải chuyện đơn giản bất ai. Chúng tôi nhớ rằng hồi mới vào trong đại học thì ở bên Mỹ này có cái trường hợp là học sinh phải chọn cái major, chọn cái ngành nào mình đi học. Và khi mình đã chọn rồi đó, thì những môn học khác mình học đó, nó không có phí. Thí dụ như là ở bên Mỹ ta thường lựa một môn về nhân văn, humanity và science, khoa học. Nhưng mà science thì nó có nhiều ngành. Thí dụ như ngành về hóa học, về sinh học, thì nó cũng có những ngã rẽ riêng biệt. Và khi một người học trò, khi một sinh viên mới vào trường đại học đó, mà để biết chọn cái major của mình đó, mà chọn được một cách chính xác ngay từ ban đầu. Ví dụ như mình rất là muốn học về ngành y, và mình đã theo đuổi ngành y từ ban đầu đó, thì mình học nhiều những lớp như biology chẳng hạn, thì về sau này nó không có phí. Có nhiều người, thứ vì học rất là lâu, người ta học 4 năm ra trường, có những người học tới 5 năm, 6 năm ra trường. Bởi vì ngay từ ban đầu đó, họ chọn một ngành này nhưng học ở nửa chừng thì họ mới thấy rằng nó hợp với mình, đủ cái ngành khác.
thêm đổi như vậy thì có một số môn học nó không có dùng qua cái môn khác. Chúng tôi dùng cái này để làm một cái thí dụ là đời sống này á, cái gọi là tri thức hay kiến thức của con người đó thì nó nhiều lắm, ngay cả vào trong đạo cũng vậy. Ở trong đạo thì tam tạng kinh điển, kinh luật thắng pháp tạng, rồi học về Pali, học về lịch sử vân vân, có nhiều thứ. Nhưng mà rồi phải tìm cho mình một cái môn thích học. Có nhiều người học Phật pháp thì biết nhiều thiên kinh vạn điển, nhưng mà rồi biết cái gì gọi là thực dụng, biết cái gì gọi là lợi lạc cho mình thì lại không biết. Hai cái thí dụ mà chúng tôi muốn nói ở tại đây đó là thí dụ đầu tiên mà thiền sư Goenka ngày thường nói là có hai người đi trên chiếc tàu viễn, trong chiếc tàu viễn dương này đó thì một người nói nhiều và người nói ít. Người nói nhiều thì lúc nào cũng thông thái hết, và cứ hỏi người kia là anh có biết về thiên văn học không, thì vị này nói không. Nói như vậy là anh chết hết phần nửa cuộc đời rồi, một phần ba cuộc đời rồi, bởi vì những tinh tú, những cái thiên thể nó có nhiều điều rất là thú vị. Và người này nói một tràng những câu chuyện về thiên văn. Rồi hỏi anh này có biết về lịch sử không, tại này nói tôi không có chuyên về điều đó. Thì lại nói anh không biết về lịch sử là chết hết phần ba cuộc đời rồi. Thì vị này nói không biết bao nhiêu câu chuyện về lịch sử. Nhưng mà rồi sau đó có một tiếng va chạm mạnh, thì cái người ít nói á mới hỏi cái người nói nhiều về chứ anh có biết bơi lội không. Thì người đó nói không, tôi không biết bơi lội. Thì anh nói là tàu bị va chạm sắp chìm rồi, nếu anh không biết lội chắc là anh phải chết cả cuộc đời rồi. Ngày hôm qua kể câu chuyện rất là nhiều lần, nhưng mà chỉ muốn nói đến một chuyện là cái biết của mình là phải biết thực dụng, và cái biết thực dụng đó phải được mình nhận thức, ý thức rất rõ từ ban đầu. Sư trưởng thì sư trưởng hay nhắc đi nhắc lại cái câu này khi chúng tôi còn nhỏ vào chùa đó. Sư trưởng nói ở trên đời này có ba cái dốc. Một là cái không đáng biết thì lại biết, cũng là cái dốt. Mà cái đáng biết mà không biết cũng là cái dốt. Biết mà biết không rành cũng là cái dốt. Cái đáng biết mà không biết là dốt đã đành rồi. Nhưng mà cái không đáng biết mà lại biết á, lại đi tìm tòi đó, cái đó cũng là cái dốt. Tại vì sao? Dốt ở đây không phải là vì mình thiếu trí hay là mình không có kiến thức, mà bởi vì cái mà mình học ở đó không có thực dụng. Nó không mang tính thực dụng trong đời sống. Những xã hội phát triển đó, người ta đều có một tinh thần thực tiễn rất là lớn. À, cái học đó đều áp dụng được ở trong đời sống của mình. À, xin được hỏi là sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Sư Nguyên Thông đang có mặt ở trước máy, sư Nguyên Thông hoan hỷ cho biết. Dạ. Sư Nguyên Thông là một người rất là hiếu học, và ở ngoài đời cũng vậy, khi vào trong đạo cũng vậy. Nhưng mà để có thể đánh giá, lượng định, lựa chọn cho mình cái gì học mà nó thực sự tốt, thực sự lợi ích cho sự tu tập, thì Sư Nguyên Thông làm thế nào? Xin kính thỉnh Sư Nguyên Thông. Quý vị quan hệ dùm là chúng tôi đang lái xe, là chúng tôi không có biết cái câu thảo luận được. Giờ đó quý vị nghe xong, quý vị quan hệ biết lợi dụng là ở trong cuộc sống, nếu chúng ta muốn lựa chọn một cái lãnh vực hay một cái môn học nào đó nó có lợi ích thực sự cho cuộc sống, thì chúng ta nên làm gì? Xin kính thỉnh Sư Nguyên Thông. Sư Anna đang nói. Ok. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con trung lĩnh sư phụ góp ý cho cái câu hỏi là
trên đời này mình cần phải học những chú Nguyễn Thông Quang thì không biết là trong room không còn nghe được nữa xin. Kính thưa sư phụ, con nãy giờ con thấy là cái mic của con trên đó vẫn hiện lên xanh, là con tin tưởng rằng con đang cầm mic mà sao là con nói là chú cái gì con nghe. Cô Nhật Quỳnh hay là mọi người có nghe không? Ok, cảm ơn Hiền Hòa. Dạ kính thưa sư phụ, là đối với con thì thật sự cái câu hỏi của sư phụ là câu hỏi rất ư là hay, để một cái người mà phải biết mình cần phải có những kiến thức gì. Thí dụ như mình ở trong cái nhà mà ví dụ lửa cháy mình phải làm gì, rồi dân thân người ta đánh lộn xung quanh nhà mình làm gì, thí dụ như vậy. Thì tất cả những cái đó là đối với câu hỏi của sư phụ thì con coi như là không có được chuẩn bị để trả lời. Nhưng mà kính thưa sư phụ, khi mà con được học Phật Pháp trong cái room Phật Buddha-sama này, thì giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chuẩn bị cho chúng ta tất cả những điều mà sư phụ đã hỏi. Là bởi vì mình phải luôn luôn ở trong cái hoàn cảnh gọi là chánh niệm tỉnh giác. Khi mình ở trong hoàn cảnh chánh niệm tỉnh giác thì mọi sự biến cái gì mà nó xảy ra xung quanh chúng ta thì chúng ta phải ý thức. Mà ý thức mà phải biết đó, thì khi mà chúng ta ý thức biết điều gì nó xảy ra đến chúng ta và có thể nguy hiểm tính mạng của chúng ta, thì chúng ta có thời gian chuẩn bị để mà xử lý. Và một cái điều quan trọng hơn là chúng ta là những người tu hành thì chúng ta không có cái thái độ lời nói và tư duy mà phạm vào tham sân si. Và vì vậy cho nên những cái phản ứng của chúng ta phải là những phản ứng kịp thời và thích đáng, tức là giải quyết cho chúng ta khỏi bị sự nguy hiểm mà không đụng chạm đến cái sự an toàn, quyền lợi của những người xung quanh chúng ta. Thì con nghĩ rằng cái giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy chúng ta đó, thì chúng ta có thể giải quyết những điều mà đụng chạm đến sự an toàn hay cái là lợi ích của chúng ta. Và vì là chúng ta là những người đã tu tập là không tham, không sân, không si, thì do những cái sự tu tập đó nó cho chúng ta những cái hoàn cảnh, cái điều kiện mà chúng ta có thể không gặp những trở ngại mà nguy hiểm cho chúng ta trên trần gian này. Là bởi vì tất cả những gì mà xảy đến mà nguy hiểm cho chúng ta trong trần gian này đó, thì không phải là chúng ta muốn hay không muốn, mà đó là cái sự hướng dẫn của nghiệp quả mà để đẩy chúng ta vào một tình trạng tốt đẹp hay là khó khăn. Bởi vì con nghĩ rằng tất cả những người có mặt trong room này đều là những người đã bích tất cả những cái ác hạnh của mình, và toàn là những thiện hạnh mà thôi. Mà với những người có những cái hành động mà không còn ác hạnh nữa mà chỉ là thiện hạnh mà thôi, thì tất cả những cái hoàn cảnh khó khăn nó đến cho chúng ta thì con nghĩ là nó sẽ đã giảm thiểu, trừ phi trong quá khứ, trong những kiếp trước chúng ta có nhiều hành động bất thiện. Mà cái điều đó thì nó phi lý, là bởi vì những người có tâm mà học Phật thường xuyên hàng ngày vào đây thì không phải là những người mà trong quá khứ có nhiều ác hạnh, kính thưa sư phụ. Và vì vậy cho con nghĩ rằng câu hỏi của sư phụ để cho chúng con đã chuẩn bị, nhưng mà những người mà triền miên học Phật Pháp mà tinh tấn tu hành như thế này thì cuộc đời của họ từ này về sau sẽ rộng mở, và khi mà thân hoại mạng chung họ sẽ trở lại trần gian này với một thân tướng hảo hơn và những cái phước đức nhiều hơn, hoặc là họ có thể sanh thiên. Kính thưa sư phụ, đó là những điều mà con nghĩ suy nghĩ trong câu hỏi của sư phụ, và đã
cho con, chúng con có cái ánh sáng để mà mình chuẩn bị, mình có những điều mình học ngoài Phật giáo thì còn những điều gì mình phải học, thí dụ như học sửa xe hay là học nấu cơm vân vân. Con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng giải thêm những điều mà trong cái tư duy của sư phụ đã đưa ra câu hỏi rất là thiết thực, và nhờ vậy chúng ta bây giờ có thể mỗi người tự mình suy nghĩ những môn học nào mà mình thiếu để mà mình học để có thể xử sự suôn sẻ trong trần gian này một khi mình gặp những cái sự việc mà phải giải quyết. Con xin cung thỉnh sư phụ để cầm mai đi giảng giải thêm những điều mà con tư duy chưa thấu đáo, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con kính chào sư phụ Tây Quyền. Cho con thỉnh mời sư phụ cầm mai. Dạ. Sa thủ cái chuyện sư Nguyên Thông, có vị đâu có thể cho biết là nghe sư Nguyên Thông chào thượng tọa Tây Quyền, không biết thượng tọa Tây Quyền có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tây Quyền đang có mặt ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Dạ. Thượng tọa Tây Quyền, ở trong bài kinh hôm nay đó, chúng ta có nói đến một điểm, đó là có những điều đúng với sự thật có liên hệ đến giải thoát mà người nghe không ưa thích, thì Đức Phật ngài tùy thời tùy lúc thích hợp mà ngài nói. Và dĩ nhiên là những điều nào mà đúng với sự thật, có lợi lạc cho sự giải thoát, người nghe ưa thích thì Đức Phật ngài thường nói, ngài luôn luôn nói. Thì câu hỏi rằng mình học Phật pháp á, trong việc Phật pháp á, thì có những thứ mình thích và có những cái mình không thích, mình tu cũng vậy. Thí dụ như là tụng kinh, có người thích tụng kinh, người không thích tụng kinh, có người thích ngồi thiền, có người không thích ngồi thiền. Bây giờ với kinh nghiệm từ toàn Tây Quyền là đối với những gì mà mình không thích nhưng mà vì nó có lợi mình bắt buộc phải học thì mình nên làm sao? Thí dụ như là mình không thích tụng kinh mà bây giờ ở chùa bắt đi tụng kinh hoài thì mình nên làm sao? Xin thượng tọa Hoan Nghị chia sẻ một vài cái kinh nghiệm cá nhân của thượng tọa. Kính thưa thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ đại chúng nghe được rõ không ạ? Dạ thưa quý vị nghe rõ không? Dạ cảm ơn Đức Thượng Trị, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Thượng Trị, Sư Nguyên Thông cùng Sư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật thì có thể nói rằng chỉ có cái Đức Phật thì ngài có một cái tuệ giác và ngài có một cái sự thông suốt mà chúng ta có thể nói rằng là không ai có thể được như ngài ở trên cuộc đời này. Ngài biết thời nào, lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói. Những điều đó dù cho có đúng, nói ra nó là sự thật, nó là chân lý, nhưng điều người nghe có sự đón nhận thì ngài mới nói, còn nếu như không đón nhận thì ngài không nói. Đây là cái điều mà ngài tri thời rất là đặc biệt hơn tất cả những người khác, tất cả chúng sinh khác. Biết được người tri nhân tri thời, biết được thời phải cần phải nói, còn không nữa thì ngài không nói. Nhưng ngược lại, trong cái đời sống bình nhật của tất cả chúng ta, trong cái việc chùa chiền, mình sống ở trong tăng chúng, vừa có trách nhiệm cũng như là đã đi qua, tức chúng ta không, khi mà chưa có trách nhiệm, đây cũng là một điều mà thường thấy. Như là của thượng tọa vừa nói, có những vị người ta không thích ngồi thiền, có những người ta không thích học Phật pháp, có những vị người ta không thích tụng kinh vân vân. Thì điều thứ nhất, nếu chúng ta là một người ở chúng thì chúng ta phải xử lý ra sao? Đây là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai, nếu chúng ta là một người trụ vị trụ trì thì chúng ta phải xử lý như thế nào? Cũng như ở cuộc sống xã hội, quý vị là cha mẹ mà con nó không thích cái này mà nó thích học cái kia
con nó lười biếng học mà nó lo chơi, hay là con nó vừa thích học mà nó vừa chơi, rồi nó vừa thích học và nó không thích chơi, thì nó cũng đa dạng như vậy. Ở trong cuộc sống tu tập thì nó cũng có đa dạng hình thái như vậy. Nhưng nếu là người cha người mẹ không thể áp đặt con mình đi theo ý mình được, dầu cho chúng ta có cái quyền làm cha làm mẹ, như vậy thì nó sẽ không trưởng thành đến một mức cao độ tốt đẹp. Cũng như ở trong chư tăng, là một vị trụ trì hay là một vị thầy hướng dẫn những người đệ tử của mình, quý vị nên đi theo điều này, nên điều nọ, chứ sự thật ra thiếu áp lực thì chúng ta sẽ không hiệu quả. Còn nếu như chúng ta là những người ở trong chúng, để nói thực tế hơn, thì thí dụ bây giờ mình thiên hướng mình thích học Phật pháp hơn là mình thực hành Phật pháp một cách trực tiếp, thì ở đây là thứ nhất là thường thường theo cá tính của vị trụ trì. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là theo cái tinh thần tu tập của cái tự cá nhân, thiên hướng của cá nhân. Thì cách mà thường tọa đứng ra hỏi chị chứ, nếu như con thấy những tình huống đó, nếu mà đặt tình huống cho của con là người ở chúng, tức là người mình không có trách nhiệm, mình cũng như là đồng với các vị mà chư tăng ở trong chùa, thì ngày hôm nay chúng ta dựa trên một tinh thần mà học Phật pháp hay là phải hành trì gì, nhưng đều có một điều là bổn phận và trách nhiệm của một vị sa môn hay một vị xuất gia, chúng ta phải có điều làm căn bản. Cái điều căn bản đó là cái gì? Bây giờ nó là một cái thời khóa, nó là một cái tiêu chí rồi. Thì ít nhất một ngày chúng ta cũng phải lên lễ Phật một hai lần. Thì nếu chúng ta không lên điện Phật thì chúng ta cũng phải biết lễ lại, phải biết đến để hướng tâm đến Phật. Ngoại trừ nếu chúng ta mà cứ nhập thất liên tục để nói, nhưng nếu chúng ta có một sự sinh hoạt thì điều đó là một cái, nếu mình cho ra rằng là một cái điều căn bản cần phải có, thì đây là một điều mà nếu chúng ta căn bản một điều có, thì ở đây cái việc tụng kinh thì nó không phải là một vấn đề. Hay là cái việc mà bảo mình đi bái sám chỗ này, đi bái sám chỗ kia, thì điều này nó lại là một điều khác nữa. Nhưng có những một số vị người ta không thích đi tụng kinh, không thích đi coi như là những cái lễ phẩm, những cái trai tăng cúng dường của gia đình, của đồ chúng, của thính chúng, của đại chúng. Họ thích coi như họ sống tu như vậy, họ không làm phiền đến ai, cũng đừng ai làm phiền tới họ. Nó cũng có nhiều hình thái tu lắm quý vị. Ở đây thì làm gì làm, như thế nào, nhưng trên tinh thần trung quy mà chúng ta gọi là nội quy của thiền gia, thì chúng ta phải có sự chấp trì căn bản, thì phải dựa lên quy ước, dựa trên tinh thần pháp và luật của Phật, thì cái quy ước đó chúng ta phải làm. Thì nếu như chúng ta ở chúng mà chúng ta thực hiện đúng như vậy thì nó quá tốt. Còn nếu như một vị trụ trì thì chúng ta điều hành hay là chúng ta chịu trách nhiệm trên cái sinh hoạt của đại chúng, thì chúng ta cũng phải có một cái, cũng phải có một tùy duyên, chúng ta cũng phải có một sự nhẹ nhàng một chút xíu, hơn là gây cái căng thẳng là chúng ta phải điều này phải điều kia. Thì nếu như cái điều đó nó cái suy nghĩ kỹ hơn thì chẳng những chúng ta không được an vui và người ở cũng không được an vui, cả hai sẽ không an vui. Cũng như những người con không nghe lời cha mẹ mà cha mẹ cứ bắt ép buộc, thì nó một là tránh né nó trốn, hoặc là sẽ có một sự đổ vỡ, sẽ có một cái sự lật ngăn giữa những người giữa cha mẹ với những người con cái, thì cũng như thế. Cho nên ở đây nó cũng phải tùy theo tình huống rồi, chứ không phải chúng ta lúc nào chúng ta cũng sẽ áp lực, chúng ta sẽ nói từ một cái lý do đó nó căng thẳng, nó căn bản. Cũng như nếu mà trong cuộc việc tu tập của chư tăng ấy, thì làm sao mà trên quy trình mà chúng ta gọi là coi như là quy tắc của thiền gia đó, ví dụ như giờ
nội quy của thiền thiền môn thì chúng ta một cách căn bản chúng ta không có có vi phạm, như vậy là điều đó tốt. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trong sự tu tập của mỗi người, của một con người xuất gia, nó đều có một thiên hướng, nó đều có một cái ý nguyện mạnh hay là yếu, hay là do cái nghiệp duyên nó chi phối không chừng. Mà đôi khi chúng ta không thể, thể bằng cái ánh mắt, bằng cái sự suy nghĩ, hay bằng cái nghe người này người nọ mà chúng ta lại vội chúng ta phán xét, rồi chúng ta đưa họ về một góc bờ này góc bờ kia, thì điều này nó rất là nguy hiểm. Trong cuộc đời này tất cả chúng ta không thể quyết định được, mà chính Phật ngài tuyệt vời chỗ này, ngài biết căn cơ của tất cả chúng sinh, cho nên ngài đặt định những cái pháp, những cái lời dạy của ngài ngay vào tim của chính họ, thật dễ khai mở, dễ dẫn dắt. Còn có đôi khi chúng ta đó, chúng ta cùng duyên hữu duyên với nhau đó, thì không nói. Và nếu chúng ta không hữu duyên thì âu chính là một điều mà hết sức là bất tiện. Vì vậy cho nên trong sự tu tập đòi hỏi cần thiết đến người đệ tử là cái gì? Là một cái hiểu biết, và phải quán trên cái nhân quả thôi, nhân duyên thôi, chứ không thể nào mà chúng ta trên một cái chúng ta là một vị trụ trì, hay chúng ta là ở chúng mà chúng ta bị như vậy, hay chúng ta có một vị trụ trì chúng ta có quyền như vậy, tức là cha mẹ chúng ta phải có quyền như vậy, là chúng ta là những người con chúng ta bị áp lực phải buộc như thế kia. Thì khi chúng ta suy nghĩ như vậy thì vô tình chúng ta đã bị hạn cổ và gây cho những người khác nó không tốt đẹp nữa. Và đặc biệt trên cái sự tu tập của chư tăng thì nó lại càng là một cái điều tế nhị lắm, càng là một điều mà không phải như một cái áp đặt lực của cha của mẹ bên ngoài được, mà nó là những cái lời khuyên, những cái lời nhắc nhở, những cái lời gợi ý, hay là một cái sự chỉ bài, chứ chúng ta cũng không thể nào mà áp đặt được. Bởi vì đối với chư tăng thì phải biết tôn trọng pháp luật, nói với nhau bằng một cái thân khẩu ý hòa một chút xíu thì nó sẽ được tốt đẹp hơn. Còn nếu như mà chúng ta không như vậy thì rất là tiếc, rất là ổn, dễ nhiều khi vô tình trong cái nghe, trong cái thấy gì đó mà chúng ta phê phán, chúng ta đánh giá, hay chúng ta đưa ra một phương hướng gì đó, thì có chừng là chúng ta đi một hướng mà chúng ta chưa hiểu một cách tận tình chính vì đó, chính chưa đang nói nó như thế nào. Dạ. Thì kính bạch thượng tọa, đứng được cái nhìn của chính con thì có nghĩa rằng là cũng tùy theo người, cũng tùy theo cái hoàn cảnh chúng ta mới xác định. Chứ còn nếu như mà hỏi rằng con xác định như thế nào thì cái điều đó nó cũng rất là khó. Nhà mà làm sao mà sống, khi mình ra đi mình đến nó an vui, ra đi an vui, khi mình đến ai đến với mình cảm thấy vui vẻ, mà khi họ không còn ở với mình cũng vẫn cảm thấy vui vẻ, thì đây là một tiêu chí nó rất là đặc biệt. Chúng ta cũng một phần nào làm căn bản, làm cái điều tốt đẹp cho mình và lợi lạc cho thai nhân, hay hoặc là làm tốt đẹp cho đạo. Dạ, con kính có đôi lời như vậy, gì cũng một chút thứ kính cũng tỉnh tự tọa một cái thời gian. Sa thú cái trường trường đoạn tây nguyện. Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có còn ở trước máy và có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được, xin Đại Đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin hỏi Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Dường như Đại Đức Pháp Tính không bắt. Xin trở lại với sư Nguyên Thông. Sư Nguyên Thông ơi, sư còn ở trước máy không sư? Dạ. Sư Nguyên Thông, bài học này, trong bài học này, trong những cái tiêu chí hay là trong cái chuẩn mực mà chúng ta nói những gì mà được dạy đó, ở trong đó có nói đến sự thật, điều đó có đúng với sự thật hay không? Thì theo sư Nguyên Thông đó, một người sống như thế nào gọi là người biết tôn trọng sự thật và biết chấp nhận sự thật? Và có phải là không phải ai cũng biết tôn trọng sự thật phải không? Tức là khi mình nói đến sự thật thì cũng hẳn là ai cũng quý, cũng tôn trọng sự thật, mà trái lại có những người thích sống với những cái không thật,
thì sư Minh Thông có thể cho biết thế nào là một người sống có tôn trọng sự thật. Xin thỉnh sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, về vấn đề mà tôn trọng sự thật đó, sư phụ, Thế Tôn có giảng dạy rằng có một cái món ta gọi là Satya Parami, tức là cái mà cái sự thật, cái chân thật đó, mà chính mà mình nói những lời chân thật hay là mình biết những điều thì mình phải nói biết, còn không biết mình mà nói không biết. Một người có một cái cung cách mà luôn luôn sống với sự thật, những điều mà mình biết thì mình nói biết, những điều mình không biết mình không nói biết. Và mình là một người con Phật, tức là đệ tử của Thế Tôn, là mình phải phải sống trong cái giáo pháp của Ngài. Và vì vậy cho người mà sống trong giáo pháp của Ngài thì được cái giáo pháp nó che chở, nó bảo vệ. Thì con thấy rằng trong những cái năm mà con được sống trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì con cảm thấy rất hạnh phúc. Là vì giáo pháp của Ngài dạy cho chúng ta không làm điều ác mà làm điều lành và thanh lọc cái tâm của chúng ta. Thì trên đời này con không thấy một cái lời nói nào, một hành động nào mà nó tuyệt vời như thế, là không làm điều ác, chỉ làm điều lành thôi và thanh lọc cái thân tâm của chúng ta. Thì kính thưa sư phụ, sống với giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì con thấy là người nào mà nhìn thấy cái vị ngọt của giáo pháp và an ổn trong giáo pháp này thì con nghĩ là người đó sống đúng như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy. Và Ngài đã nói rằng một cái người mà kính trọng Thế Tôn một cách cao thượng nhất, quý báu nhất, là không phải là tối ngày chỉ tụng kinh, mà tối ngày chỉ mà mua chuối, mua trái cây để dân cúng Phật. Cái điều đó Ngài không nói cái điều đó, mà Ngài nói rằng một người mà tôn trọng, kính trọng Thế Tôn một cách chân chánh nhất, một cách cao thượng nhất, là làm theo lời Ngài giảng dạy. Mà làm theo lời Ngài giảng dạy tức là không làm điều ác mà chỉ làm điều thành, điều lành và tự tỉnh kỳ ý. Và kính thưa sư phụ, cái giáo pháp mà Thế Tôn đã giảng dạy chúng ta thì con nghĩ là chúng ta làm suốt đời, suốt ngày và suốt kiếp, và kiếp này kiếp sau và mãi mãi kiếp sau, mình sống trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho đến khi mình chứng ngộ. Là vì một vị mà chánh biến tri đã xuất hiện trên trần gian này và lời giảng dạy của Ngài thì con nghĩ là đó là chân lý tuyệt đối. Cái mà chúng ta gọi là Thâm Ma đó, hay là Buddha Thâm Ma đó, là chân lý tuyệt đối trên trần gian này. Trên trần gian này không có cái gì quý báu hơn là Buddha Thâm Ma. Mà trên trần gian này không có cái gì mà cao thượng, cao quý và từ bi hơn là những bậc giác ngộ như Đức Thế Tôn. Bởi vì vậy kính thưa sư phụ, trong những năm tháng mà con được sống trong giáo pháp của Thế Tôn thì con thấy mình rất là hạnh phúc, mình rất an lạc. Và con thấy rằng dường như khi mà sống trong giáo pháp của Thế Tôn, chúng ta không cần cái gì ngoài giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta đã được học, được tu, được biết. Vì vậy cho nên cái câu thảo luận số 3 hỏi rằng thế nào mới gọi là người biết tôn trọng sự thật và biết chấp nhận sự thật. Cái sự thật là cao quý. Tất cả thế gian này ngoại trừ giáo pháp của Thế Tôn thì không có cái giáo pháp nào mà nói lên cái sự thật. Cho nên những giáo pháp khác thì phải nói là hãy lại đây, hãy lại đây, hãy tin tưởng nơi ta, và hãy tin tưởng nơi ta sẽ được ta bảo vệ. Sự thật là chúng con không thấy là ai bảo vệ mình cho bằng mình tu theo giáo pháp. Chính cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo pháp của chư Phật, mà mình sống trong giáo pháp chư Phật đó, mình kính trọng Thế Tôn, mình kính trọng Phật, kính trọng Pháp, kính trọng Tăng, thì cái đó là cái cuộc sống mà hạnh phúc, một cuộc sống đúng đắn nhất của những người con Phật hiểu được giáo pháp. Khi mà chúng ta hiểu được giáo pháp rồi, kính thưa sư phụ, là chúng ta không bao giờ thối chuyện. Bởi vì giáo pháp là đời sống, giáo pháp là hạnh phúc, giáo pháp là sinh mạng của chúng ta.
con nghĩ rằng đời đời kiếp con sẽ tôn trọng Phật, tôn trọng Pháp, tôn trọng Tăng, vì Tam Bảo là lẽ sống, là vị ngọt, là hạnh phúc cho tất cả những ai mà hiểu được giáo pháp của Thế Tôn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đó là cái sự thật mà chúng ta tôn trọng, chúng ta suy tôn và chúng ta ngưỡng mộ và quyết sống trong giáo pháp của Thế Tôn từ nay cho đến trọn đời và mãi mãi về sau này. Kính thưa sư phụ, con nhận thấy như vậy và con xin kính mời sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa đủ. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe, con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Trên sư Nguyên Thông, thượng tọa Tư Quyền, thượng tọa có ở trước bếp, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tư Quyền nghe được, xin thỉnh thượng tọa quan hệ trở lại trong một câu nữa. Dạ, thưa tọa Tư Quyền, trong bài kinh ngày hôm nay thì ngoài ba cái chuẩn mực là điều đó có đúng, điều được nói là đúng sự thật hay không đúng sự thật, điều được nói là có liên hệ hay không liên hệ đến giác ngộ giải thoát, và người nghe có ưa thích hay không ưa thích, thì Đức Phật có thêm một điều mà Ngài nói rằng ở trong bất cứ trường hợp nào Ngài nói thì nó có đúng thời, tức là Ngài tùy thời và đúng là thời. Ngài biết cái thời nào thích hợp để Ngài nói. Thì tại sao cái việc mà thính pháp, thuyết pháp nó đều được nói trên trong kinh, như kinh Hạnh Phúc chẳng hạn, kinh Điềm Lành là nó phải đúng thời, nó phải hợp thời. Xin kính thỉnh sư tổ quan hệ giải rõ về điểm này. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Khai, dạ, xin kính chào vấn đề đến Chúa Tăng, kính chào toàn thể đại chúng. Quả thật thì nếu như chúng ta hiểu được trên một tinh thần Phật Pháp thì chúng ta thấy rằng cái điều mà hiểu được, nói được Phật Pháp, nói Phật Pháp thì phải đúng thật. Cái sự tu tập cũng phải là tu tập suốt đời đó. Năng nghe chánh Pháp và nó cũng phải chưa coi như là thuyết pháp, thính pháp, thì cái hành pháp phải đúng thời thì mới kết quả. Bởi vì giáo pháp của Phật, kính thưa quý vị, gì mà nó được tốt đẹp, được tồn tại cho tới ngày hôm nay, đó chính là cái giá trị chính xác, một cái gì tốt đẹp cho những ai có đầy đủ cái tự nhiên mà họ thực hành. Nếu như bây giờ chúng ta đang ngồi tu rồi, hay chúng ta đang ngồi nghe pháp mà ngồi dưới trời mưa, dưới trời nắng, thì như vậy chúng ta có thể ngồi, chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể nghe được không? Cái điều này cũng phải xét lại. Có những người mới có cái tâm đại hùng đại lực, thì người ta cầu pháp thì trong cái sự cầu mong đó thì nó được tốt đẹp, họ có thể đạt được. Nhưng những người có đôi khi cái điều kiện, cái tâm lực họ cũng yếu, cái sức lực họ cũng yếu thì không được. Có một lần một vị tỳ kheo mà đến để diện kiến, để bạch Phật thỉnh giáo ngài đó, thì ngài biết giờ này đây là giờ một vị tỳ kheo đi tới rất là đói bụng. Đức Phật ngài kêu hãy đem những cái vật thực còn lại lên cho vị tỳ kheo này dùng. Thì Đức kính Đức Phật ngài nói không thể nào một cái với thân xác đang mệt mỏi như vậy mà có thể ngồi nghe ngài giảng thuyết mà có thể giác ngộ được, hay có thể hiểu được. Thì nếu người đó đang đói quá, người đó đang bệnh quá, người đó đang không có được bình thường
thì cái những gì mà chúng ta truyền trao, những gì mà chúng ta nói ra, chẳng những nó không tốt đẹp, nó không được lợi ích tốt đẹp, mà nó ngợi lên nó lại càng khổ cho người nữa, khổ cho người nữa. Bởi vì sao vậy? Cũng như là bị buộc phải làm, mà khi bị buộc phải làm, hay là làm trong một tinh thần, tức là nó hỗ trợ, hay là trong một sự chịu đựng, trong một cái sự bức bách đó, thì không được cái gì cả. Thì ở trong cuộc đời này cũng phải, nếu quý vị biết, ví dụ như là cái việc tu, một chuyện của tự thân, đối diện với cái phiền não của chính mình, thì ngay khi đó, nếu như chúng ta mệt mỏi quá, hay chúng ta hay một người đang bị hôn trầm quá, thì mình nói sao người ta nghe được. Có nhiều một số người vị pháp sư nói mà mình thấy hội chúng, người này gục lên, người kia gục xuống, người này ngó lên ngó ra ngó vào, chúng ta biết họ không tập trung nữa thì chúng ta đừng nên nói. Tại vì sao vậy? Cứ người nghe không đón nghe thì đừng nói, dừng tại cái nói, để chúng ta khỏi cần phải khổ mà họ cũng phải khổ luôn cả hai. Thì cái tính tươi đẹp của Phật pháp đó là biết người, phải đúng người. Như hồi nãy chúng tôi đã nói, phải thật sự có cái hữu duyên thì chúng ta mới thành tựu được, và chúng ta có cái hữu duyên để tu đó, thì nó mới tốt đẹp được. Chứ còn nếu như trường hợp mà chúng ta biết là cứ nói mà nó không phù hợp, cũng như bây giờ mình vào cái làng chài mà mình khuyên người ta đừng có sát sanh, vào cái chỗ hay hoặc cái chỗ mà nó không phải à, cái chỗ mà nó cái chỗ tội phạm trộm cướp á, mình nêu lên một cái sự tội lỗi thì cái đó nó không hợp lý. Cho nên vì vậy cái điều chúng ta biết chuyển hóa cho nó đúng. Với Đức Phật thì mục đích mà ngài nói, ngài làm việc nó đúng đủ, đúng thời, đúng cơ và đúng lúc như vậy đó. Bởi vì tại sao Đức Phật ngài, bởi chính vì ngài có một cái điều ngữ nhà sát tha đi một núi sa lanh, hay là Bodhisattva Sarathi, tức là ngài có thể chuyển hóa cho chúng ta, ngài có thể hiểu biết chúng ta, có thể chuyển hóa chúng ta bằng những cái cơ duyên cơ tánh của chính mình. Thì bởi chính vì cái tính điều ngự cao cả của chính ngài, một cái ân đức, một cái hồng danh mà Đức Phật ngài được như vậy, cho nên khi Đức Phật ngài nói chúng sinh đó là mô khá phú xá rồi, hết thuốc chữa trị, thì ngài dạy, chính ngài cũng đã làm như vậy, và ngài cũng dạy những người đệ tử làm như vậy. Thì thời không nói, họ là những kẻ ngu si, họ là những kẻ không được tốt đẹp. Thì nếu trên thần Phật pháp mà chúng ta hiểu được như vậy thì còn gì cho bằng nữa. Thì đây là chính là cái điều mà nhiều khi chúng ta phải có một cái tỉnh thức, học từ cái việc của Phật cũng vậy. Chúng ta phải làm việc đúng, đúng thời, đúng lúc. Thí dụ bây giờ, như giờ lúc mà buổi trưa mà kêu lên mà ngồi thiền, buổi trưa kêu lên mà học, và cái buổi trưa đó là một cho nghỉ một chút xíu, cái tên chúng ta gọi là thời gian chỉ tịnh. Rồi vào buổi tối chừng 11, 12 giờ khuya mà kêu lên mà học, kêu lên mà ngồi thiền, kêu lên mà làm cái việc này việc nọ, thì nó không phù hợp. Chẳng hạn, rồi chẳng hạn như bây giờ tự nhiên cái chúng ta không có làm đúng cái lúc, đúng cái thời, thì chẳng những nó không hiệu quả mà nó gây lại cái sự mệt mỏi cho người. Mà điều này thì chúng ta không có biết cái tính nhân quả, cái tính tức là hiểu biết mình, hiểu biết người. Nếu mà như chúng ta thấy ở trong trận đồ biết người biết ta, thì mới trăm trận có thể trăm thắng được. Biết mình mà không biết người, trăm trận trăm thua. Còn biết mình, biết người mà không biết được mình, thì trăm ăn năm thua. Chẳng hạn như vậy. Thì ở đây chính là cái gì? Cái điều mà chúng ta muốn chưa chắc là người ta muốn, cái điều chúng ta thích chưa chắc người ta thích. Cho nên chúng ta phải
phải biết chuyển hóa chút xíu. Chúng ta phải biết thử nghiệm, chúng ta phải tự suy nghĩ. Chúng ta nói đến Phật thì tuyệt đối quá rồi, nhưng điều mà nói nếu con người thì chúng ta cũng nên trung dung một chút xíu thì chúng ta sẽ được tốt. Còn ngược lại, nếu chúng ta không làm có cái trung dung thì chúng ta cứ làm cho cái việc như là cái máy thì chúng ta rất là bất lợi và chúng ta không đạt được cái kết quả lợi ích. Đức Phật thì trong bất cứ trường hợp nào mà Ngài Ngài bảo chúng ta phải nói đúng thời, bởi vì sao vậy? Cái lời nói của Ngài đó là kiếm ngôn khẩu từ, chúng ta gọi là cành vàng lá ngọc. Những cái pháp cử của chính Ngài nói ra, nó sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, hoàn thiện đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, nghĩa từ pháp và lý vô ngại dạy, thì đây là một giá trị tuyệt đối, cho nên làm sao mà không đúng thời được. Chính vì đúng thời, đúng người, đúng thời gian, đúng lúc thì nó mới vô ngại dạy được, nó mới đi Sampida được. Cho nên đây là một điều mà chính chỉ có Đức Phật hết. Chứ còn chúng ta thì nó phải vòng quanh, còn Đức Phật là đi trực tiếp. Chúng ta còn đi lung khởi chỗ này chỗ kia, chứ thật ra Đức Phật này biết tìm căn cơ của chúng sinh. Trên cái pháp giảng Patisamvida, nghĩa từ và pháp lý, và căn cơ của chúng sinh, Ngài nói bỏ là đúng, bỏ là đúng, đi thẳng vào tim, đi thẳng vào tâm can của người, và thành tựu vị ấy chứng đắc ngay khi pháp ngữ của Đức Phật vừa nói ra là họ có thể nhận được, hiểu biết được, giác ngộ được. Là chỉ thế. Cho nên cái biết thời, biết người và biết cái sự thực hành của người, kết quả nó ra sao, thì đó chính là giá trị của Phật là như thế. Thì đây chính là cái ý của chính con là như vậy. Nếu có đi cửa bất tốt thì kết cứ như kính cung tâm tự tọa. Nam mô Bụt Thầy nhé. Sa thú xin thiên thượng tọa tướng quyền. Thưa quý vị, một lần nữa chúc tôi xin được nhắc một điều rằng Đức Phật Ngài thuyết pháp không đơn thuần là những gì mà chúng ta nghe, chúng ta thích, mà ở đó còn có cái giá trị, giá trị dẫn đến giác ngộ giải thoát. Và điều đó nó phải học đúng với sự thật. Hai điều này không phải đơn giản để chúng ta đánh giá. Chúng ta thì không đánh giá về hai mặt, đúng với sự thật hay là có liên hệ đến giải thoát, mà chúng ta thường dừng định một điều là chuyện đó mình thích hay không thích. Và thật ra đó là một cái tiêu chuẩn gọi là thứ yếu, nó không quan trọng lắm, cái mà mình thích thì không thích. Nhất là khi mình tu tập thì cái khả năng để lắng nghe những điều gì mà mình không thích, đó là một khả năng rất là quan trọng. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma ở đây. Kính Trương Chư Tăng đã vào Room để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con là Nguyễn Thông, xin thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn chư đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý óp chủ nhiệm, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta xin nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Kính nhờ cô Nhật Quỳnh hay cô Lâm Nhà Nguyệt mở kinh cuối buổi học. Xin cảm ơn.